Kính thưa quý khán giả, các cuộc tranh luận tác động ra sao tới bầu cử Tổng thống Mỹ? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin nổi bật khác. Mỹ ra phán quyết cuối cùng về thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Nghi vấn Triều Tiên có nhà máy uranium thứ hai. Trung Quốc tăng tuổi hưu thêm 5 năm để đối phó với già hóa dân số. Thưa quý khán giả, cuộc tranh luận đầu tiên giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã trở thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử năm 2024. Hai ứng cử viên đã có cuộc tranh luận nảy lửa và thu hút sự chú ý của cử tri trên kênh ABC News khi đề cập đến một loạt các vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại. Theo các nhà quan sát, cuộc tranh luận đã phần nào bộc lộ những thách thức đối với ông Trump và đội ngũ tranh cử. Khi phải điều chỉnh chiến thuật tranh cử từ đối phó với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden sang một đối thủ hoàn toàn mới, trẻ hơn, năng động hơn. Theo một số kết quả khảo sát, bà Kamala Harris dường như có màn tranh luận thuyết phục hơn. Cuộc tranh luận kéo dài hơn 90 phút. Trong khi đó, hai ứng cử viên đã trả lời các câu hỏi khá hóc búa của những người điều phối chương trình. Các chủ đề tranh luận bao gồm những vấn đề mà người dân Mỹ quan tâm. Trái ngược với phiên tranh luận hồi tháng 6, người thể hiện được phong thái chỉnh đạt, ổn định, tự tin, không phải là ứng cử viên của đảng Cộng hòa Trump, mà lại là Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong cuộc tranh luận này, thay vì giữ thế chủ động tấn công, ông Trump liên tiếp rơi vào bẫy của bà Harris. Không những không khai thác được các thế mạnh của mình trong chính sách về nhập cư, kinh tế, ông Trump lại bị cuốn vào những vấn đề không mấy liên quan. Theo các nhà phân tích, màn tranh luận của ông Trump không có gì mới và dường như ông Trump đã không có sự chuẩn bị tốt cho cuộc tranh luận. Trong khi đó, phần trả lời của bà Harris khá trôi chảy, phong thái điềm tĩnh. Bà Harris đã nêu được chi tiết kế hoạch và giải pháp cho một số câu hỏi khó. Bà Harris và đội ngũ tranh cử cho thấy họ đã nghiên cứu khá kỹ cách tranh luận của đối thủ để từ đó tạo ra sự tương phản giữa chính sách, tính cách của hai bên. Chiến thuật của bà Harris chính là để ông Trump tự bộc lộ điểm yếu, đó là không kiềm chế được sự bình tĩnh và không tập trung cho các vấn đề cần tranh luận. Trong phần phát biểu kết thúc, bà Kamala Harris thể hiện sự tương phản với đối thủ bằng cam kết sẽ đưa nước Mỹ tới tương lai thay vì chỉ tập trung vào quá khứ như ông Trump. Bà cũng khẳng định sẽ duy trì vị thế của nước Mỹ trên thế giới, bảo vệ các quyền cơ bản của người dân và tập trung xây dựng lại đất nước trong 10 đến 20 năm tới. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục với thông điệp chỉ trích đối thủ đã không làm được gì trong vòng 3 năm rưỡi qua, cũng như những gì chính quyền hiện tại đã làm để nước Mỹ rơi vào tình trạng như hiện nay. Theo kết quả thăm dò của hãng tin CNN, từ những cử tri đã đăng ký theo dõi cuộc tranh luận, thì có khoảng 63% ý kiến cử tri cho rằng bà Harris đã có màn thể hiện tốt hơn so với đối thủ Donald Trump. Tương tự, thống kê của New York Times cho thấy thời gian qua phát biểu của bà Harris là 37 phút, ít hơn so với 43 phút của ông Trump. Tuy nhiên, thời gian công kích đối thủ của Phó Tổng thống đương nhiệm là 17 phút, trong khi của cựu Tổng thống chỉ là 12 phút. Những con số này có sự khác biệt đáng kể so với cuộc tranh luận do hãng tin CNN tổ chức hồi tháng 6. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ít hơn đối thủ cả về thời gian phát biểu cũng như công kích đối thủ. Về phía cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã bảo vệ màn tranh luận ngay sau khi ông rời sân khấu. Ông Trump cho rằng đây là cuộc tranh luận 3 đấu 1, nhưng ông vẫn có cuộc tranh luận hay nhất. Ở chiều ngược lại, chiến dịch của bà Harris đã thách thức ông Trump tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai. Màn tranh luận của Phó Tổng thống Kamala Harris nhận được đánh giá cao. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bà sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chiến thắng trong tranh luận chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể chiến dịch tranh cử. Trong quá khứ, những ứng cử viên như cựu Tổng thống Donald Trump năm 2016 hay cựu Tổng thống George Bush năm 2004 đã từng bị lấn át trong các cuộc tranh luận nhưng vẫn chiến thắng trong bầu cử. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cuộc bầu cử năm nay sẽ rất kịch tính khi cả hai ứng cử viên đều ngang tài cân sức. Theo các nhà phân tích, cựu Tổng thống Donald Trump đã mắc phải sai lầm khi không tận dụng những điểm yếu trong lập luận của bà Harris để làm chủ cuộc tranh luận. Ông cũng không đưa ra được một chiến lược rõ ràng cho nhiệm kỳ sắp tới, điều mà các cử tri đang mong đợi. Tuy nhiên, ông Trump vẫn có lợi thế trên hai mặt trận quan trọng là kinh tế và nhập cư.
Các cử tri chủ chốt tại các bang dao động vẫn đang chịu ảnh hưởng của những vấn đề kinh tế sau đại dịch và những thông điệp mạnh mẽ về nhập cư của cựu Tổng thống Trump đã chứng minh được sức mạnh trong các cuộc bầu cử trước. Mặc dù bà Harris đã tạo được ấn tượng mạnh trong cuộc tranh luận, song bà chưa thể đe dọa đến những lợi thế cốt lõi này của ông Trump. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Thưa quý khán giả, Chính phủ Mỹ ngày 13 tháng 9 đã ra quyết định cuối cùng về việc tăng thuế đối với các hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc với mức thuế 100% đối với xe điện EV và 25% đối với pin EV sẽ có hiệu lực sau 2 tuần. Chính phủ Mỹ trong tháng 5 năm 2024 đã thông báo tăng thuế mạnh đối với hàng hóa quan trọng bao gồm xe điện, chất bán dẫn, pin và pin năng lượng mặt trời, gây ra phản ứng mạnh của phía Trung Quốc. Ngoài việc tăng thuế có hiệu lực vào cuối tháng này, bao gồm cả thuế đối với pin năng lượng mặt trời, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai xác nhận rằng mức thuế 50% đối với chất bán dẫn, mức tăng mạnh so với trước đó, sẽ bắt đầu được thực thi vào năm 2025. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cho biết mức thuế 25% đối với pin lithium-ion không dành cho xe điện sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2026. Việc tăng thuế đối với số hàng hóa trị giá khoảng 18 tỷ đô la Mỹ được thực hiện sau khi xem xét các khoản thuế được thực thi dưới thời Tổng thống Donald Trump, ảnh hưởng đến khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáng chú ý, các động thái của chính phủ Mỹ không chỉ dừng lại ở công nghệ năng lượng xanh, mà còn ảnh hưởng đến các loại hàng hóa như cần cẩu và những sản phẩm y tế. Trong số các sản phẩm y tế, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cho biết sẽ nâng thuế đối với khẩu trang y tế lên 50%, cao hơn mức đề xuất ít nhất là 25%, nhưng lùi việc áp dụng đến năm 2026 để có thời gian tìm các nhà cung cấp mới. Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5 tháng 9 ra tuyên bố hối thúc Mỹ ngay lập tức xóa bỏ mọi mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc bà Hi Jong-chang đưa ra tuyên bố trên khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông về việc Mỹ gần đây lại trì hoãn thông báo về các quyết định tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ. Tháng 9 năm 2020, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã phán quyết chính thức tuyên bố Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế khi đơn phương áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc hồi năm 2018, dẫn tới gia tăng bất đồng thương mại giữa hai quốc gia này. Hồi tháng 5 năm 2024, chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tăng mạnh thuế đối với một loạt hàng hóa Trung Quốc có giá trị nhập khẩu hàng năm vào Mỹ đạt 18 tỷ đô la Mỹ. Đợt tăng thuế mới của ông Biden bổ sung vào chương trình tăng thuế đối với 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ do chính phủ của ông Donald Trump đưa ra vào năm 2018 và 2019. Chương trình này gồm các loại thuế cao áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc cùng nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ, đến nay vẫn có hiệu lực. Các mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc được đưa ra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt thuế và những hạn chế nhập khẩu khác bất kỳ khi nào nước ngoài có hành vi thương mại không công bằng gây ảnh hưởng tới thương mại của Mỹ. Chính quyền cựu Tổng thống Trump lập luận rằng việc áp thuế nhập khẩu là cần thiết để ngăn chặn tình trạng Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng chính sách buộc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, Điều 301 gần như không còn phổ biến trong thập niên 1990, sau khi Mỹ đồng ý theo quá trình giải quyết tranh chấp của WTO trước khi có bất kỳ hành động đáp trả về thương mại. Nhà máy làm giàu uranium, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã kiểm tra các máy ly tâm mới có khả năng là một cơ sở bí mật gần Bình Nhưỡng, từ lâu bị nghi ngờ là một địa điểm hạt nhân. Theo phân tích của nhóm nguồn mở tại Trung tâm Nghiên cứu Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân James Martin thuộc Viện Middlebury và NKBRO. Các bức ảnh được công bố trên phương tiện truyền thông nhà nước ngày 13 tháng 9 và hình ảnh vệ tinh chỉ ra một cơ sở được gọi là Kashan nằm ở phía tây thủ đô, nơi đã được xây dựng để mở rộng diện tích sàn vào đầu năm nay. Các bức ảnh dường như xác nhận sự tồn tại của một địa điểm làm giàu uranium thứ hai, bên cạnh một địa điểm tại khu phức hợp hạt nhân Songbyon đã được tiết lộ. Một tiết lộ sẽ làm dấy lên nghi ngờ rằng Triều Tiên có thể sản xuất nhiều vật liệu phân hạch hơn so với trước đây. Trong số 5 bức ảnh có trong báo cáo, có một bức cho thấy một căn phòng trong hiện đại, nơi các đường viền tầng ngoài phù hợp với công trình xây dựng mới tại Kansan. Tân Hoa Xã ngày 13 tháng 9 đưa tin, Trung Quốc quyết định tăng tuổi nghỉ hưu thêm tối đa 5 năm, trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế và áp lực ngày càng tăng từ tình trạng già hóa dân số.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nam giới sẽ tăng từ 60 lên 63 tuổi, trong khi nhân viên văn phòng nữ tăng từ 55 lên 58 tuổi. Sự gia tăng ảnh hưởng nhất tới lao động chân tay nữ, những người trước đây có thể nghỉ hưu ở tuổi 50 thì giờ sẽ phải đợi đến khi họ 55 tuổi. Các chính sách mới cũng sẽ cho phép cá nhân hoãn nghỉ hưu đến thời điểm muộn hơn nữa nếu họ đạt được thỏa thuận với bên sử dụng lao động, nhưng thời gian trì hoãn không được quá 3 năm. Sự thay đổi này sẽ diễn ra trong 15 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Được biết, tuổi nghỉ hưu cũ ở Trung Quốc thấp hơn nhiều so với hầu hết các nền kinh tế phát triển. Ở Nhật Bản, người lao động có thể bắt đầu nhận lương hưu ở tuổi 65, trong khi tuổi nghỉ hưu ở Hàn Quốc là 63. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.